những ngày tại Sài Gòn ngày xưa thì luôn luôn là những kỷ niệm của những cặp trai gái yêu nhau, những tảo dài thướt tha trên đường phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Tự Do, chắc hẳn chúng ta sẽ không thể nào quên được. Và bài hát kế tiếp sẽ được anh Chí Tâm trình bày, Sài Gòn thứ bảy. Xin mời anh Chí Tâm. Chí Tâm xin kính chào quý vị. Chí Tâm xin chúc quý vị một đêm thật vui và một ngày cuối tuần thật là an lành. Lâu lắm rồi lần đầu tiên em hát với band, nếu có gì sơ sót mong quý vị niềm tin tha thứ. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Và để tiếp tục chương trình, một nhạc phẩm hai kỷ niệm một chuyến đi, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giọng hát Thu Lệ. Thu Lệ xin kính chào quý vị. Thank you.
trong cuộc chiến bảo vệ Việt Nam tự do, đã có rất nhiều cái sự kiện đau lòng và bi thương xảy ra. Chắc hẳn là tất cả chúng ta ai cũng đã từng một lần nghe qua nhạc phẩm Ngụ Ngôn Mùa Đông của Trịnh Công Sơn. Trong đó có đoạn viết: một ngày mùa đông, trên con đường mòn, một chiếc xe tang, trái mình nổ chậm, người chết hai lần, nhìn ra nó tàn. Để kể lại câu chuyện bi hùng của cố thiếu tá Nguyễn Ngọc Bích, và bài hát này sẽ được trình bày qua hai tiếng hát rất tuyệt vời của thành phố chúng ta, đó là giọng hát của Ngọc Hiến và Nguyễn Huy. Chúng tôi xin được mời, kính mời quý vị khán giả lắng đọng trong một giây phút cùng với nhạc phẩm Bắt Đầu. Xin mời Ngọc Hiến và Nguyễn Huy. Ngọc Huy. Vâng, Ngọc Hiến xin kính chào quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Trước khi Ngọc Hiến hát, cũng xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật là bình an và ấm cúng bên những người thân của mình. Done.
1975 của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ được trình bày sau đây. Bao nhiêu
quý vị ở đây sẽ được